Thưa quý vị, thưa các bạn, chứng kiến cảnh hàng vạn người nối dài như vô tận vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đứng tiễn biệt trên nhiều con đường ở thủ đô Hà Nội vào chiều nay gợi cho rất nhiều người những xúc cảm đặc biệt về lòng dân, về niềm tin, về ước vọng và sức mạnh của nhân dân thông qua lễ quốc tang lần này. Và ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội về câu chuyện ý nghĩa này. Thưa giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang ạ, tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chứng kiến hàng dài những người dân ở khắp nơi đội mưa đội nắng đến tiễn biệt người đứng đầu Đảng ta và họ sẵn lòng tương trợ, tặng nhau những chai nước, những chiếc quạt hay là những suất ăn nhẹ thì có gợi cho ông cảm nghĩ gì ạ? Khi mà nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ấy thì tôi bồi hồi nhớ lại rất là nhiều những kỷ niệm với ông. Và trong tôi cũng đã hình dung được cái sự xót thương, cái tấm lòng của người dân đối với ông. Nhưng mà khi lễ tang diễn ra trong hai ngày vừa qua, cũng như là những cái nghi thức để mà mai táng ông ở nghĩa trang Mai Dịch đấy, thì quả thực tôi bất ngờ. Bất ngờ là bởi vì mình đã lường rồi, nhưng mà không nghĩ lòng dân với ông nó lớn lao đến cái mức như vậy. Thì tôi cũng thật là bất ngờ khi mà trên một cái chặng đường dài từ nhà tang lễ quốc gia ra đến nghĩa trang Mai Dịch là rất dài. Thế nhưng mà gần như ở đâu thì nhân dân cũng đã chờ sẵn từ nhiều giờ đồng hồ để được tận mắt chứng kiến cái đám lễ tang để đưa linh cữu của Tổng Bí thư ra nghĩa trang và muốn trực tiếp được tiễn biệt cái người mà họ từng yêu mến và kính trọng. Thì ở đây nó có một cái mà tôi nghĩ rằng là bất ngờ nhưng mà dễ giải thích, là bởi vì Tổng Bí thư là một người mà đã làm được một cái việc hết sức lớn lao bên cạnh những sự nghiệp chung của lãnh đạo Đảng ấy, đó là khôi phục, củng cố được lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta đã có một cái giai đoạn mà cái tệ tham nhũng nó như là quốc nạn ấy, và nguy hiểm hơn ấy, nó làm xói mòn cái lòng tin của người dân ấy. Thì chính những cái sự nghiệp mà phòng và chống tham nhũng có hiệu quả của Tổng Bí thư đấy đã đem lại được cái lòng tin, củng cố là lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói đấy, sức mạnh của Đảng ta là nằm ở sự ủng hộ của nhân dân, mà sự ủng hộ ấy nó có một cái động lực, đấy là cái niềm tin. Thì khi đã bị xói mòn như thế thì Tổng Bí thư đã nhận ra và làm được cái việc theo tôi nghĩ là vĩ đại, đó là củng cố được lòng tin của nhân dân. Rồi nữa, mỗi người dân Việt Nam đấy thì đều có một cái khát vọng đất nước mình phải hùng cường, có cái niềm tự hào đấy. Thì chính cái vị thế của Việt Nam, cái cơ đồ của Việt Nam hôm nay đấy, tất nhiên nó là công lao của toàn Đảng toàn dân, nhưng mà rõ ràng nó gắn với cái thời kỳ mà Tổng Bí thư lãnh đạo, cho nên nhân dân coi như ghi công rất lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng, đối với sự phát triển của đất nước. Và cái vị thế ấy nó còn nằm ở cái ngoại giao mà các cái siêu cường ấy đều bày tỏ cái sự gọi là kính nể với lại Việt Nam đấy. Thì tất cả những cái đó tôi nghĩ rằng là đã đem lại những cái giá trị vô cùng to lớn, và đấy chính là cái mà tôi nghĩ rằng có thể dễ giải thích là vì sao nhân dân lưu luyến tiễn đưa và với một cái sự xót thương vô hạn. Và cái điều này tôi cũng rất xúc động, đó là trong những cái phút giây bi thương nhất ấy thì người dân dường như thương yêu nhau hơn, đoàn kết nhau hơn. Tôi thấy những cái cảnh những cái người dân mà đứng chờ trong trời nắng nóng một cái thời gian rất dài, thì bà con ở gần đấy đem đồ ăn nước uống ra để và cho những cái người mà chờ đoàn tang lễ đi qua đấy. Thì tất cả những cái đó gây cho những cái người chứng kiến cái đó đấy những cái cảm giác rất là bồi hồi xúc động. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đang trải qua một cái tổn thất lớn lao, nhưng mà cái mặt mà chúng ta thấy được ấy là cái mỗi lần mà chúng ta gặp những cái khó khăn tổn thất như thế này đấy, thì cái tấm lòng của người dân Việt Nam nó lại thể hiện ra một cách rất là rõ ràng. Và có một cái điều tôi suy nghĩ riêng cho mình cũng như là trao đổi thì ai cũng thấy chia sẻ đấy,
là những người có công lao lớn với đất nước, với dân đấy, thì thường là hóa thần hiển thánh trong lòng dân. Thì tôi có cảm giác như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi từ trần đấy đã hóa thần hiển thánh trong lòng dân. Dạ vâng, quý vị và các bạn đang nghe cuộc trao đổi trực tiếp với giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang. Vâng, rất là nhiều người có cho rằng là lòng dân thì là thước đo công bằng và chuẩn mực nhất. Dân còn thương là còn tin và còn lạc quan về con đường phía trước. Và có lẽ là cách tưởng nhớ thiết thực nhất đối với người đứng đầu đảng ta là không gì hơn là cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người truyền cảm hứng. Vậy theo ông đấy, thì mỗi người dân và đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên thì cần làm gì để có thể hiện thực hóa được khát vọng này ạ? Cái ý tưởng mà đất nước phải đi tới cái đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc năm châu đấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện ngay trong bức thư trong cái năm học từ năm 45-46, tức là chúng ta còn trong muôn vàn khó khăn, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói tới cái điều đó. Và đến thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy là đang từng bước biến nó thành hiện thực. Trong một cái cuộc gặp gỡ các cái học giả nước ngoài dự hội thảo quốc tế Việt năm học cách đây hơn một chục năm đấy, thì Tổng Bí thư đã nói cái ý tưởng đó, và rất nhiều nhà khoa học nước ngoài nhân cái dịp tang lễ của Tổng Bí thư đã gọi điện cho tôi nhắc lại cái câu chuyện đó. Họ rất là ấn tượng và rất là tin tưởng là chúng ta sẽ thực hiện được cái ước nguyện đó đấy. Nhưng mà để làm cái việc đó đấy thì rõ ràng bây giờ chúng ta phải tất cả mọi người đều cùng một chí hướng, đó là cái khát vọng đó nó phải cháy bỏng. Dân Việt Nam mình ấy, mỗi khi mà khơi dậy được cái khát vọng để mà đạt tới một cái mục tiêu nào đó đấy, thì cái quyết tâm của nhân dân ta đấy nó rất là lớn. Những cái thực tế trong lịch sử đã chứng minh rằng khi mà chúng ta đồng lòng quyết tâm thực hiện ấy, thì vượt qua có thể mọi khó khăn, mọi thử thách hiểm nghèo để đi tới cái kết quả như vậy. Thì đấy là cái quan trọng nhất. Thì tôi nghĩ rằng cái truyền cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy là phải hướng tới đấy, ai cũng vậy thôi, từ người lãnh đạo cao nhất cho đến người dân bình thường ấy, đó là ý thức được mình là người Việt Nam, phải lấy cái lợi ích quốc gia, phải lấy cái sự phát triển của đất nước ấy làm cái mục tiêu tối thượng. Đấy, và như vậy thì nó sẽ bớt đi những cái phần gọi là lo toan đến cá nhân, và như thế thì cái gọi là lợi dụng để mà thu vén cho mình ấy thì nó sẽ bớt đi. Điều thứ hai đấy là cái tấm gương trong sáng về một con người giản dị, bình dị. Đấy, tôi nghĩ rằng cũng coi như là một cái hình ảnh truyền cảm hứng cho mọi người. Trong cái bối cảnh hiện nay, không ít người đấy là lo toan cho cái việc tìm kiếm những cái giá trị vật chất, đấy, rồi là tạo ra những cái cuộc sống nó xa hoa đấy. Thì cái tấm gương của cái người đứng đầu đảng, đứng đầu hệ thống chính trị đấy, sống một cách rất là giản dị mà hết lòng vì đất nước, vì nhân dân đấy, thì tôi nghĩ rằng là mỗi một người phải thấy cái trách nhiệm của mình ấy, thì nó sẽ rất là có hiệu quả trong cái việc thực hiện cái khát vọng này. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng để mà làm tốt cái sứ mệnh của mỗi người đấy, thì chúng ta phải cùng nhau thực hiện những cái điều mà coi như Tổng Bí thư đã gửi gắm lại chúng ta đấy, là chúng ta phải tranh thủ cái cơ đồ mà chúng ta đã có được hôm nay đấy, để mà hướng tới những cái gì nó lớn lao hơn, thay vì cái việc mà chỉ thỏa mãn với những gì chúng ta đang có. Thì cái khát vọng ấy tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách, để mà hướng tới những cái mà toàn thể dân tộc ta đang mong muốn. Dạ vâng, và có lẽ cũng cần phát huy hơn nữa tinh thần trọng dân, vì dân và lấy dân làm gốc, đúng không ạ? Đúng thế. Có người hỏi tôi là Tổng Bí thư là cái người mà đã thực hiện cái công cuộc phòng chống tham nhũng rất là tích cực. Thế bây giờ cụ đã về với lại các cái bậc cách mạng tiên liệt ấy, thì sự nghiệp này sẽ ra sao? Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang đi theo một cái hướng, đó là không phải chỉ giải quyết các cái việc có tính chất là giải quyết các cái vụ việc đâu, mà đã đi tới một cái việc nó lớn lao hơn ấy, đó là diệt tận gốc cái tệ nạn này.
mà theo cái tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy, muốn vậy thì chúng ta phải tin vào dân, dựa vào dân. Đấy, ở đất nước ta đấy, từ khi nào những cái việc lớn lao mà chúng ta biết dựa vào dân, đấy, biết tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, tin tưởng vào nhân dân ấy, thì chúng ta sẽ thành công. Và cái việc mà Tổng Bí thư làm được cho đến hôm nay đấy, thì làm dần dần trong sạch hóa cái bộ máy, mà muốn để thực hiện được những cái mục tiêu lớn lao đấy, thì một cái ban lãnh đạo có năng lực nhưng mà phải trong sạch vững mạnh là cực kỳ quan trọng. Và đúng như là mọi người thường nói đấy, là phải biết dựa vào dân, tin vào dân, và để cho dân tham gia vào những cái công cuộc lớn lao của nhà nước, thì đúng là cái một cái chính quyền vì dân, do dân và phục vụ nhân dân, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thực hiện được những cái ý nguyện mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã bàn luận cùng chúng tôi.